kiểu như mình cũng biết là làm dâu mà không làm cái gì thì nó cũng kỹ. Thứ bảy chủ nhật là mình trông lắm, con nó về nó sẽ nó làm một giấc luôn tới 5 giờ chiều. Trời ơi, làm cái này làm cái nọ ráng đập cái đùng cho nó thức dậy. À, thức không? Không, nghe mà thức chứ sao không thức. Nó chỉ xăm 2 lần là được rồi, mà 2 lần phải 4 đứa. Trời ơi. Em cũng bị mê tín nữa. Mẹ nói là năm sau tốt, thôi tháng 4, tháng 5 năm nay con có bầu đi, để tháng 2, tháng 3 năm sau đẻ cho con tốt. Chú Quỳnh Linh biết đó, vì con cái là trời cho mà đâu ai muốn là có đâu. Đâu phải muốn đẻ ngày nào, tháng nào. Dạ, đúng rồi. Từ từ khó rồi ha. Nhưng mà cái thời gian đó là mới quan trọng, chờ tới bao giờ. Ngày nón đẻ mình đẻ. Mình ở Bình Dương, hôm nay mình được 50 tuổi. Mình tên Thành, đang công tác ở sân golf Sông Bé. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình nè. Dạ, em tên là Thủy Tiên, 26 tuổi, đang làm việc ở Dĩ An, Bình Dương. Em là dược sĩ, em làm dâu mẹ được 6 tháng. Nhưng mà ngày đầu tiên á, gặp con dâu này thì thấy sao? Thì ấn tượng nhớ hoài là cứ gầy quá, mình thấy lo. Không biết làm sao nó về nhà này nó gồng gánh như thế nào, lỡ mà mẹ mà có bệnh ẩm nổi không? À vậy. Còn con dâu? Bữa mẹ đi làm về mẹ mặc bộ đồ đồng phục á, thấy mẹ như đàn ông vậy, nó trời chồng em chắc không giống mẹ đâu giống ba. Rồi con dâu về làm dâu tốt không? Cũng có tốt chứ, hai mẹ con cũng đồng lòng lắm, cũng như đi shopping đó là làm đẹp gì đó là hay rủ lắm, nói chuyện tâm sự mình thấy cũng nó cũng chịu nghe. Nếu mà nó tiếp thu hay không thì mình cũng chưa biết cái suy nghĩ của con như thế nào. Nhưng mà nó gầy quá, nó về nó có lo gì được cho gia đình không? Nấu nướng giặt giũ quét nhà quét cửa thì đủ thứ hết trơn, có lo được gì không? Nó không lo mình lo chứ giờ sao. Trời đất ơi. Ngày đầu mới về làm dâu á, chị có hòa nhập kịp cái nếp sống chưa, hay là mình gặp cái khó khăn nào hả chị? Thì nói chung ăn uống thì chưa có hợp lắm, với lại cái giờ giấc em đi làm á, bên mẹ đồ cũng chưa có quen, tại vì em đi làm là từ sáng sớm tới tối mới về. Thì cái việc nhà thì em không thể nào mà làm hết được hết. Thì nhiều lúc mẹ cũng buồn cái việc đó. Mẹ làm hết luôn á. Con giàu như không, để đi làm từ sáng sớm tới chiều tối rồi. Mình nghĩ thì làm giờ mình còn đợi chờ gì, không có nói hồi nào. Giờ mình cũng là người gia chính rồi. Nếu mà nó nghĩ tới mình những ngày mà nó nghỉ hàng tuần á, cố gắng nó biết bù lại những ngày cho mẹ. Nhưng nó có bù chưa? Thì cuối tuần có thứ bảy chủ nhật nghỉ thì em cũng tranh thủ về nhà, đi chợ nấu cơm rồi làm mấy công việc nhà. Kiểu như mình cũng biết là làm dâu mà không làm cái gì thì nó cũng kỹ. Nhưng mà ví dụ mình lỡ những bữa nào mà mình quên làm, mình không làm á, thì có bị mẹ la không? Mẹ nhắc lắm. Cũng như là mẹ nói là con quét nhà đó mẹ đi. Nói chung là việc nhà thì nó cũng không có nhiều đâu chị, tại vì mẹ cũng đỡ phần nào rồi. Thì chỉ có chén bát, lau nhà, phơi đồ, thì mấy cái đó về mình tự bản thân mình biết thì mình làm thôi. Làm gì cho nó ngủ lắm rồi. Không có buồn chứ, có một bữa đi làm về thứ bảy chủ nhật là mình trông lắm, con nó về nó sẽ nó làm một giấc luôn tới 5 giờ chiều. Trời ơi, mình làm cái này làm cái nọ ráng đập cái đùng cho nó thức dậy. À, thức không? Không, nghe mà thức chứ sao không thức. Có rồi, cô góp ý thẳng đó chưa? Có, nhưng mà rất ít, mình chỉ nói với con trai mình thôi. Tại vì mình cũng không muốn cái sự mà mẹ chồng với nàng dâu giống như mọi người nói là sự khắt khe, là trên lệch. Thì mình không muốn cái điều đó nó xảy ra. Cái này mới là cái nguy hiểm nè. Chính ra mình nói thẳng với nhau á, đôi khi có nhiều khi cũng hơi sốc chút xíu, nhưng mà nó quen và tình cảm nó hiểu hơn, gắn chặt hơn. Còn mình thông qua con trai á, đôi khi ta nói tam sao thất bản á. Yeah. Nói con trai đó, hôm qua đó vợ con á hả, đi làm về mà ngủ tới 5 giờ đó mới dậy đó con. Lên đấy, mà làm sao vậy? Mà ngủ sao từ sáng cho tối mà mới dậy? Má la kìa, má nhăn tôi từ hồi sáng tới giờ. Mấy cái đó mới là còn mệt nữa. Tại vì mình nghĩ là cái khúc đó là chưa đến nỗi để mình trực tiếp. Nhưng mà thường á là chị muốn là mẹ nói thẳng với mình hay là phải thông qua chồng mình? Em nghĩ là có gì mẹ nói thẳng với em thì hai mẹ con lúc đó có thể nói chuyện với nhau, nói được với nhau những cái khúc mắc của nhau nhiều hơn. Đó, thấy chưa? Chồng em thì nói nó nhẹ nhàng, mình không biết là mẹ truyền đạt với chồng nó có nặng nề hay không. Những lần mà chồng góp ý em vậy thì em cũng chỉ nói lại với chồng để chồng nói lại với mẹ em thôi. Thì lúc đó hai mẹ con em không thể nào mà nói chuyện trực tiếp tâm sự được với nhau về cái vấn đề khúc mắc đó hết.
cái mâu thuẫn nó xuất phát từ cái câu chuyện như vậy. Tuy rằng nó nhẹ nhàng ha, thì mình kể câu chuyện để mình rút kinh nghiệm là gì? Tốt nhất là nên nói thẳng với nhau. Chị ngủ là hôm nay mình mới nói cho con dâu biết. Với lại mỗi lúc mà mình muốn cái gì dặn dò cái tối em messenger nó nói con đợt đồ là nó biết rồi. Nó nói con bữa nay lau cái bếp nha, là nó lau bếp. Hiện đại vậy hả? Dạ. Không nói chuyện luôn. Mẹ em xì tiếng. Là nhắn nhắn tin thôi. Nhắn tin qua Facebook, inbox hết. Hôm nay con đi chợ là nó cũng nhắn qua vậy đó. Nhưng mà nhiều khi cô không có nói thẳng á cô, làm chị cũng không hiểu là cô muốn gì. Tại vì nó cũng hơi mới mẻ, mình cũng phải để ý coi nó như thế nào. Giống như cái buồn này nha, ông xã người Huế, con dâu này miền Nam, là hai cái khẩu vị nó hơi lệch rồi đó. Mà từ lúc làm dâu tới giờ chưa có ăn món nào kho của nó đó. Nó nấu toàn là chiên không, thịt chiên, cá chiên với tàu hủ chiên không. Không biết là nó có mọi thứ đều chiên hết. Mà ông xã mình với mình thì thích ăn cá kho, thịt kho gì đó. Bữa con muốn kho gà. Cô ơi, nhưng mà con thấy nha, thí dụ giống như là người con trai của mình khi mà đi lấy vợ rồi đó, thì cái sự quan tâm dành cho mẹ nó bị ít hơn. Trời buồn lắm, đừng nói nữa, buồn lắm. Con của mình mà, nó thương mình thương nó. Mà tự nhiên giờ thêm một người về, cái nó nghiêng, nó lệch như vậy luôn. Giống như giả tỷ mẹ nấu cơm ròng rã mồ hôi rồi xong cái dắt chổi quét nhà làm gì, nó đâu có ngó, nó nói mẹ xong chưa, con đói lắm rồi. Còn vợ nó về rửa cái chén á, em để đó đi, em dọn đồ đi anh rửa cho. Vợ ơi em đâu, em mới về có mua trà sữa cho anh rồi. Mà mình ra hoài à, lớn rồi 26-27 tuổi rồi, ngày nào cũng kêu vợ mua trà sữa. Mà cà phê đá thì con trai mới uống, ngộ không? La hoài. La hoài hả? Mà la nhất là la con này. Chiều chồng, cái trà sữa là cái gì, cứ phải mua trà sữa. Những cái đó nó sẽ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là lý do như vậy. Nó không cân bằng. Với lại mình cũng thấy, mình cũng có đứa con gái. Mình sợ mình khó khăn, mới mốt con gái mình nó tới nhà người khác thì nó đúng rồi. Nó khổ. Thôi từ ngày về làm dâu đến giờ có điều gì mà chị chưa dám nói với mẹ không? Dạ có, nói chung là cái công việc của em thì em làm là cũng mười mấy tiếng rồi, không có thời gian dành cho gia đình nhiều. Thì nhiều lúc em biết là mẹ cũng buồn lắm, thì em mong là mẹ thông cảm với vợ chồng em. Nói chung là tụi em còn trẻ thì vợ chồng em muốn là có một cái kinh tế ổn định để sau này tạo được cái sự nghiệp á. Nhiều lúc mẹ cũng muốn em đi làm ở cái chỗ khác để cái thời gian giống như là giờ hành chính, để có cái thời gian dành cho gia đình, lo việc nhà nhiều hơn. Nhưng mà với cái mức lương trên lệch nhiều quá, nó không đáp ứng được cuộc sống của vợ chồng em bây giờ. Thì em mong mẹ hiểu để thông cảm nhiều hơn. Bây giờ con nó nói như vậy rồi, chứ mà nếu như nó đổi việc là nó kiếm một cái công việc gì, tuy nó thu nhập nó thấp một chút mình vẫn hiểu, nhưng mà nó sẽ cũng đỡ cái thời gian của nó làm việc rất là nhiều. Mình cũng lo cái sức khỏe rồi chưa có con, đủ thứ để mà mình lo. Tức là mẹ muốn là mình không phải cực khổ, cũng phải cực khổ mà 6 giờ sáng đi đến 8 giờ tối phải về. Đi như thế thì đúng là nó cũng mất tình cảm với các thành viên gia đình. Cho dù vừa đằng kia em đang làm lương 5 triệu thì đây mình có thể là 3 triệu, 4 triệu, nhưng mà có thể là 7, 8 giờ mình đi. Sáng có thể ăn sáng với mẹ chồng, với cha chồng, với gia đình. 5, 6 giờ chiều mình về mình có thể mình ăn tối. Thì gia đình nó vui hơn. Cái đây cũng là một cái đề nghị mà nghĩ rằng nó cũng tốt quá chứ. Em cũng có suy nghĩ đó, nhưng mà tại vì bây giờ vợ chồng em là chưa có con. Tụi em cũng định là mình ráng làm thêm 1, 2 năm gì đó, dành một số vốn thì về mở một cái tiệm. Thì lúc đó cái thời gian em dành cho gia đình nó cũng sẽ nhiều hơn. Tức là hôm nay mẹ chồng nàng dâu mới có ngày trải lòng với nhau về cái chuyện này đúng không? Chứ đó giờ hai mẹ con đâu nói cái chuyện này đâu. Dạ đúng rồi. Có bao giờ hai người giận nhau không? Nó không dám giận đâu. Giả tỷ không có vui vẻ trong nhà thì mình là người gì? Là khơi sướng lên cho nó sinh động ở trong nhà. Mẹ em thì cũng xì tin, vui vẻ, dễ tính lắm. Nên ít khi nào mà hai mẹ con có việc gì giận lắm. Nhưng mà cái mẹ em mê tính, làm cái gì mẹ cũng có ngại hết á. Em nhớ mứa gần đây nhất là em ốm, cái em mua sữa uống để cho tăng cân. Cái mẹ nó thôi con nay đừng uống, nay ngày xấu lắm, không được uống, không được đâu. Trời ơi, đi. Mình nghe ông bà mình nói mùng 5, 14, 23 nó mua sữa ngày ngày 23, cái tối nó uống 23 luôn. Người ta uống người ta tăng cân, nó uống nó không tăng cân. Không, cái gì mẹ em cũng coi ngày hết, cắt tóc. Vậy là mùng 5, 14, 23 mình đừng có ăn. Ăn là xui lắm á. Uống luôn rồi đó, ăn uống xui lắm. Gì đâu mà tính gì đó, tới mức mà không cho uống sữa ngày đó nữa. Rồi để xem coi chồng của em sẽ nói điều gì nha. Giai đoạn này mới cưới thì lúc ai cũng khó khăn hết.
là hai người thông cảm hiểu cho nhau là được. Chứ đừng có nặng nề cái việc đó, rồi về đó là con thấy rất là mệt mỏi cái chuyện đó. Với lại là cái chuyện tắm rửa tắm rửa thì người ta tắm lâu kệ người ta chứ, sao mà cứ nói tắm phải đếm bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nước, nghe tiếng sói thơm mới được. Tắm người ta thấy sạch là được, đúng không? Hai mẹ con cùng cặn nhằn vậy luôn hả? À, chồng em có cái tạc là bước vô nhà tắm là không bao giờ nghe nước, nhưng mà đi ra là đã sạch. Nên lúc nào đi tắm mẹ em cũng ngồi ngoài đếm coi sói bao nhiêu gáo nước. Ủa sao hay vậy ta? Vô nhà tắm đâu cần phải tắm, vô nhà tắm ta lao là sạch rồi. Trước khi nó vô đó, canh quay cho clip lại cái lưu nước hay cái gì đó, hay là coi đồng hồ nước có chạy hay không. Nó không hiểu mà hai người cùng nói gì thì nó nói. À, tức là hai người cùng nhau gọi là xí xói dùng nước ha. Dạ. Thôi giờ con nói cái mong muốn của cô đối với con dâu đi. Mong muốn thì cũng nhỏ nhoi lắm, không có nhiều. Nó chỉ sinh hai lần là được rồi, mà hai lần phải bốn đứa. Trời ơi. Tại vì thích sinh đôi lắm, kỳ vậy đó. Cũng hay tối cũng hay ỉn đó. Hình con nít qua Messenger là tự hiểu mà không có hiểu không à. Tối mà thấy trẻ nào mà dễ thương là bắn qua. Phải đâu, cái này là mẹ em cũng bị mê tín nữa. Mẹ nói là năm sau tốt, thôi tháng 4, tháng 5 năm nay con có bầu đi, để tháng 2, tháng 3 năm sau đẻ cho con tốt. Chú Quỳnh Linh biết đó, vì con cái là trời cho mà đâu ai muốn là có đâu. Đâu phải muốn đẻ ngày nào, tháng nào. Đúng rồi. Từ cũng khó rồi ha. Nhưng mà cái thời gian đó là mới quan trọng, chờ tới bao giờ. Thì nó đẻ mình đẻ. Thêm đứa nữa. Hôm nay thì rất vui khi mà chào đón chồng nàng dâu đến đây tham gia chương trình ha. Hôm nay thì hai mẹ chồng nàng dâu có hứa với nhau điều gì không? Thì con hứa là cũng vợ chồng con cũng ráng thu xếp sang năm cho mẹ có cháu bồng. Với lại con cũng ráng sắp xếp công việc, con dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Nếu mà được vậy thì mình cũng rất là vui và mừng. Dạ. Tại vì trong nhà nó sẽ tạo cái không khí hạnh phúc. Chính xác là vui vẻ hơn. Chúc cho cả nhà thật là vui vẻ, hạnh phúc. Đây là một kỷ niệm của chương trình. Cảm ơn.